Xin chào các bạn, hôm trước mình đã trên tay chiếc Samsung A7 phiên bản của năm 2016. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn chiếc A5, có thể coi như là em trai của A7 với một số những cái thông số cấu hình thấp hơn và quan trọng nhất, đó chính là giá cũng mềm hơn rất là nhiều. Samsung A5 phiên bản 2016 đang được phân phối tại Lộc Mobile với giá là 6.950.000 đồng. Các bạn vui lòng tham khảo lộcmobile.vn để có thể tham khảo giá và thông số chi tiết hơn. Về ngoại hình thì các sản phẩm dòng A của năm 2016 gần như giống nhau là tuyệt đối. A5 vẫn có sự chắc chắn đến từ khung nhôm và sự sang trọng đến từ hai mặt kính trước sau. Kích thước máy cũng chỉ nhỏ hơn so với chiếc A7 một chút thôi. Cầm trên tay gần như là không có sự khác biệt. Các phím bấm vẫn có chất liệu là kim loại và có chất lượng cao, dễ bấm, khác hẳn với những cái máy tầm trung trước đây của Samsung. Máy vẫn rất là đẹp, các bạn có thể thấy nó liền lạc và chắc chắn. Cầm máy là có thể cảm nhận được sự cao cấp ngay. A5 2016 có màn hình là 5.2 inch và vẫn có viền màn hình rất là mỏng. Hai phần trên dưới đối xứng nhau về mặt kích thước, điều này mình rất là thích luôn. Màn hình 5.2 inch độ phân giải là Full HD 1080p. Do là có màn hình nhỏ hơn nên cái mật độ điểm ảnh của A5 cũng sẽ cao hơn là A7. Tuy chỉ hơn là khoảng 25 PPI thôi, giữ ở con số là 424. Nhưng với cá nhân mình thì thấy màn hình A5 cho trải nghiệm tốt hơn. Trên A5, Samsung vẫn tích hợp khả năng điều chỉnh chế độ hiển thị để chúng ta có thể chọn lựa màu sắc phù hợp với mắt hoặc là cái môi trường ánh sáng xung quanh mình. Thực tế thì khi nhìn vào màn hình 5.2 inch của A5, máy vẫn hiển thị nội dung ngang với A7 chứ không ít hơn. Màu sắc hiển thị vẫn mang đặc trưng công nghệ của AMOLED và các màu sắc rực rỡ hiển thị rất là đẹp như là màu đỏ, vàng hay cam. Tuy nhiên thì nó hơi rực quá và trong cái thời tiết như này thì có cảm giác hơi nóng mắt. Camera chính của A5 và A7 có thông số là tương đương nhau, 13 megapixel khẩu độ f1.9, tiêu cự 28mm cùng cảm biến ổn định hình ảnh quang học. Độ lồi của A5 cũng không còn quá cao như là với chiếc S6 tiền nhiệm. Do chỉ sở hữu 2GB nên khi máy chạy đa nhiệm quá nhiều ứng dụng, đặc biệt là những cái ứng dụng nặng thì tốc độ mở camera sẽ chậm hơn một chút so với A7. Nhưng tốc độ này là không đáng kể cho lắm. Chất lượng ảnh chụp và khả năng lấy nét, tốc độ lấy nét thì không có gì là khác biệt. Với các ảnh chụp nhanh, có độ chi tiết và khả năng tái tạo màu khá thật, camera của A5 2016 có thể coi là tốt trong tầm giá. Do xếp vào phân khúc tầm trung nên cái chế độ chuyên nghiệp của máy cũng không có nhiều chọn lựa, vẫn chỉ có hỗ trợ 3 chức năng cơ bản nhất thôi. Samsung A5 2016 sử dụng chip Snapdragon 615 8 nhân, Cortex A53 với xung nhịp cao nhất là ở mức 1.5GHz. Giống với lại chiếc A7 2016, tuy nhiên lại chỉ trang bị là 2GB. Chính vì vậy thì hiệu năng của máy cũng sẽ không được trải nghiệm tốt như với A7, đặc biệt là khi máy hoạt động với quá nhiều tác vụ đa nhiệm. Chip đồ họa Adreno 405 giống với A7, tuy nhiên là mật độ điểm ảnh cao hơn nên cho hình ảnh sắc nét hơn, trải nghiệm game cũng chính vì vậy mà sẽ thích hơn. Tốc độ mở các app nhanh, độ trễ thấp và vẫn có thể đáp ứng các game nặng với đồ họa 3D là tốt. Chỉ thua kém A7 2016 về mặt đa nhiệm do có bộ nhớ RAM là thấp hơn. Giao diện Touchwiz UI cũng dần được Samsung chăm sóc hơn chứ không còn nặng nề như trước đây. Cái hiệu ứng chuyển cảnh cũng mượt mà và ít bị giật hơn. Cảm biến vân tay tích hợp trên nút home của A5 có tốc độ nhận diện nhanh, tương đương với hệ Galaxy S6. Khi đăng ký vân tay cũng không mất quá nhiều thời gian. Ngoài sử dụng cho việc mở khóa màn hình thì cái tính năng vân tay trên các mẫu máy của Samsung có thể kết hợp với nhiều phần mềm khác, tiết kiệm thời gian và tăng tính bảo mật hơn. Samsung trang bị tính năng bảo mật vân tay lên A5 cũng là điều hoàn toàn hợp lý thôi. Tại vì những cái máy giá rẻ khác thì cũng đã được trang bị, chẳng hạn như là Redmi Note 3 Pro. A5 có mức pin thấp hơn 400mAh so với A7. Pin của máy có dung lượng là 2900mAh. Theo công bố của Samsung thì cái thời gian sử dụng cụ thể là phát nhạc liên tục của A5 thì chỉ còn là 75 giờ so với 78 giờ của A7, cũng chỉ thua kém khoảng 3 giờ thôi. Thực sự thì với khả năng sạc nhanh thì mình không còn lo ngại việc mất đi 400mAh dung lượng pin. Thử nghiệm xem YouTube trong 10 phút thì máy mất khoảng 3%, cũng không phải là quá đuối. Tôi sử dụng các thiết bị có mức pin trên 3000mAh đã quá quen rồi, nên là mình có một lời khuyên, đó là nên sắm thêm một cục sạc dự phòng đi kèm với A5 là tuyệt vời nhất. Hai chiếc A5, A7 phiên bản 2016 tại cửa hàng Lộc Mobile chênh lệch nhau khoảng 1.500.000 đồng. Với A5 chúng ta vẫn sẽ có một chiếc máy sang trọng, cảm biến vân tay tốt, màn hình hiển thị đẹp, sức mạnh không thua kém quá nhiều và đặc biệt là nhỏ gọn hơn, dễ sử dụng hơn cho các bạn bàn tay nhỏ. Để tham khảo chi tiết hai sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập lộcmobile.vn hoặc tham gia Lộc Mobile Fan Group để có thể được tư vấn nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.